Hoan hỷ đón chào quý vị đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sakat. Lời đầu tiên thay mặt thầy Sakat cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Tử vi năm 2022 Quý Mão cho thấy, vì tuổi Dần bị phạm vào thái tuế nên khuyên tuổi Dần nên hài lòng với hiện tại của mình. Trong công việc, bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt. Việc như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không nên tính đến chuyện lớn lao. Mọi việc bạn hãy thuận theo tự nhiên, sẽ tốt lành. Trong năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Dần chắc chắn gặp nhiều may mắn do có được quý nhân tương trợ nên họ có những thành công rực rỡ trong năm nay. Năm 2023 là năm cực kỳ thành công đối với họ, vậy nên những người tuổi Dần không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình của những người tuổi Dần gặp được thành công và may mắn về con đường tài lộc cỡ nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi video Tử vi tuổi Dần năm 2023. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Dần năm 2023 Quý Mão. So với tử vi năm 2022, bước sang năm 2023, người tuổi Dần thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến mức độ là rực rỡ. Dần gặp Mão ở tâm thế bình hòa, công việc làm ăn đều và ổn định. Cũng trong năm nay, gia chủ sẽ gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em, bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt. Nhất là trong sự nghiệp, nếu gặp phải sẽ khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến. Nếu có cơ hội trước mắt cũng dễ bị kẻ khác giành mất, dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao không thuận lợi. Xem tử vi năm 2023 cho thấy, điểm sáng trong năm chủ yếu nằm ở phương diện tài lộc, nguồn thu nhập chính tăng lên, chưa tới mức độ đột phá nhưng cũng đủ giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn dồn dập. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, người kinh doanh buôn bán cũng đạt mức doanh thu như mong đợi. Năm nay có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá cát lành, nhưng lưu ý dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa khá vượng. Gia đạo có quá nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn tình cảm do cái xấu phá hoại. Sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, chú ý vấn đề xe cộ, không nên đi đến những nơi đông người, hỗn tạp hoặc những nơi ẩm thấp nguy hiểm. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ cần cẩn trọng chú ý tháng canh thân, tháng 7 âm lịch, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Dần, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của các gia chủ tuổi Dần năm Quý Mão 2023. 2023 sẽ là năm bình ổn với những người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí lên, đón nhận sự hỗ trợ của quý nhân, gia chủ có cơ hội khẳng định năng lực, dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng thưởng nhẹ về mức lương. Với người làm kinh doanh buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người khác lớn tuổi hơn giúp đỡ nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập. Bạn dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ phải chịu tổn thất, thậm chí rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế trong thời điểm này, tuổi Dần chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Cần hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Tử vi về tài lộc, tiền bạc của gia chủ tuổi Dần năm Quý Mão 2023. Nhìn chung, tài lộc năm 2023 của tuổi Dần bình thường, không biến động mạnh. Dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Trong công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần chốc chắc, vất vả chứ không suôn sẻ ngay từ đầu, người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập như cũ, đến nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luôn chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Trong năm không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc vào một mối làm ăn, chủ với khó thu hồi được vốn liếng. Nên chia trứng nhiều giỏ, chuyển từ tiền mặt sang tích lũy về của cải hoặc đa dạng các hạng mục đầu tư vật chất, hạn chế rủi ro.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Về tử vi sức khỏe của gia chủ tuổi Dần năm Quý Mão 2023, nhìn chung sức khỏe khá tốt, gia chủ không mắc bệnh tật nghiêm trọng nhưng đau ốm vặt khó tránh, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Trong năm nay, bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan, tụ tập cũng như trong cuộc sống, cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu về dài. Ngoài ra, tuổi Dần cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp, có nhiều sát khí, nếu không muốn những yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến mình. Nữ mệnh không nên kiêng khem quá mức, khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng của cuộc sống. Tốt nhất, bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích. Những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Tử vi về tình cảm của gia chủ tuổi Dần năm Quý Mão 2023. Năm Quý Mão, chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng lắm phiền muộn, gia đạo có nhiều bất ổn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh, chủ yếu do tuổi Dần không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những trận tranh luận. Chủ yếu do tuổi Dần không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những trận tranh luận hay cãi vã. Nếu tự chủ được, gia đạo sẽ sớm được an yên. Nam nữ dễ dàng mở rộng các mối quan hệ cá nhân, kiếm thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Đặc biệt là nam mệnh được quý nhân, xe duyên, may mối, phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành, không những tốt cho tình cảm cá nhân mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với những người đã có đôi có cặp thì nên tận dụng thiên thời địa lợi là tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, với những ai kết hôn đã lâu, cần cẩn thận vướng đào hoa nữ. Chủ về mâu thuẫn tình cảm do có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại. Nếu không tỉnh táo và bình tĩnh, rất dễ chia ly. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Dần trong năm 2023 Quý Mão. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Người tuổi Mậu Dần đã bước sang tuổi 25 trong năm 2023. Lúc này đa phần các bạn đều đã rời khỏi ghế nhà trường, bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt và lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa trong năm nay nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa thì chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Ngược lại, nếu thiếu đi sự chân thành, thử thách lần này rất có thể dẫn đến kết cục chia tay. Người độc thân muốn thoát khỏi cảnh cô đơn tương đối đơn giản khi bên cạnh có không ít đối tượng tiềm năng. Nhưng trước mắt, khi bắt đầu một mối quan hệ, đừng quên tìm hiểu con người của đối phương ra sao. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986, Lưu Trung Hỏa. Trong năm nay, người tuổi Bính Dần dễ dàng cùng người khác phái sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng bị người liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Cho dù có tài nhưng chưa chắc con giáp này đã tìm được thời điểm thích hợp để phát huy, vì thế sự nghiệp không có bước phát triển nào lớn lao. Do đó, gia chủ Bính Dần sinh năm 1986 nên mạnh dạn, tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi, nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước ngay, không nên làm bừa gây ra sai sót. Cần học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất của công việc, cũng như luôn giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về chuyện tình cảm, năm nay cảm xúc của người này không ổn định, không nên trao gửi tình cảm cho một ai một cách dễ dàng. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Sang năm 2023, người tuổi Giáp Dần hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Do đang ở trong thời kỳ mãn kinh nên tâm trạng bản mệnh rất dễ nóng nảy, bốc hỏa, thiếu kiên nhẫn với bạn đời. Bạn thường phóng đại những khuyết điểm của đối phương, buông lời chỉ trích. Tình trạng như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa khí của gia đình. Nếu cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, nên gặp bác sĩ tâm lý hoặc dùng một số loại thuốc bổ trợ để ổn định tâm lý. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962.
Trong năm Quý Mão, người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 tài vận sụt giảm. Vốn dĩ trong năm 2023, gia chủ có một vài cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, nhưng rồi lại đối mặt với họa phá tài vì bạn bè, anh em, họ hàng. Thậm chí có lúc còn là vì chiều theo nhu cầu của bản thân mà chi tiêu tùy hứng, nên tiền trong tài khoản vơi đi là điều đương nhiên. Ngoài ra, con giáp này cũng rất dễ gặp phải họa thị phi trong năm, sức khỏe cũng có vấn đề, chớ nên chủ quan. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Tiến sang năm 2023, người tuổi Canh Dần vận trình khá tệ, sát khí vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật. Bản mệnh năm nay tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích trò chuyện với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng, tình cảm gia đình xa cách, không mấy gần gũi với người thân. Nên học cách giải tỏa áp lực trong cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tri kỷ, đừng tự nhốt mình và cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn hãy thoải mái giải bày. Chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc ổn định trở lại. Về mặt tài chính, không nên lo chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng, vô phạt. Người nhà nên chú ý thay đổi tâm lý của gia chủ. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Dần trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Dần. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!